ngắt đi con, ngồi được, ngồi được, ngồi được đây nhá. Ừ, đợi mẹ tí nhờ, bo ngoan nhờ. Dạ. Dạ. Đây nào, em cơm nào. Đây. Trước để xem nó mờ, nó vẫn mờ. Alo, chào bác sĩ ạ. Vâng, chị. À, nó đỡ rồi à? Nó cũng ăn được chút rồi, với cả nó không nôn, nó không nôn nóng nữa. Ôi, bò thế đưa lên cho chị, hay là nếu mà muốn chắc thì cho nó ngày nữa nhỉ? Vâng, vâng, thế để chiều tối em xuống đón nhá. Vâng, vâng, em cảm ơn chị. Vâng, vâng, em chào chị. Vâng. Đấy các bạn ơi, bác sĩ Thúy đã điện lên bảo Tôm là đã khỏi bệnh rồi đấy các bạn. Chiều mình sẽ đi đón Tôm nha các bạn. Xin chào các bạn nhá, các bạn ơi, đây là bữa trưa của nhà mình nha các bạn. Mình sẽ cho bé Bo ăn cơm. Đây, đây là cơm của mẹ mình này. Đây bà ăn đi, bà ăn miếng đã. Còn đây là mình sẽ lấy cơm cho Bo nha các bạn. Và các bạn ơi, Moon hôm nay ở nhà ấy, Moon bảo Moon nó vào, Moon không vào các bạn ạ. Moon không vào đâu. Ở ngoài là Moon chạy nhảy nó cũng rộng ấy, Moon vào đây Moon không thích. Nên là để Moon ở nhà. Đây. Các bạn thông cảm nhá. Đấy. Đấy, cho Bo ăn cơm đi các bạn này, Bo rất là ngoan. Bắt tay không? Bắt tay bụng. Này, bắt tay bụng. Tôi còn đang ăn. Nó phải bóng điện đây, đây nó mới chiếu toàn tối nhau. Này, Bo ăn ngoan không các bạn? Nha. Nha. Ngoan nha. Bà uống nước canh này. Không uống nước canh. Nha. Nha. Nhìn này, em thích quá. Ô. Nhìn nè, chọn cái mồm. Nhìn nhìn mẹ mà nhìn nhiều đi. Nhìn lâu đi. Bo ngửi ngoan lắm các bạn. Bo ngửi rất là ngoan nha. Không chạy lung tung nha. Em ngoan nhỉ. Không phải chị mua nhé, em chạy mỗi hồi ngoan nhé. Ăn đi con. Con đang thịt đâu, để lấy cho con miếng thịt nào. Nha. Nha. Mấy trong rồi dịch. Chả bệnh này nó bệnh khác. Các bạn ơi, mời các bạn ăn cơm cùng với mình nhá. Mình bắt đầu ăn cơm đây. Ở đây cho bạn cơm này. Đây này các bạn ơi, ăn cơm ở Việt Nam nhá. Nhà mình ăn cơm đây là... Bà thích, tầm thích cà thôi. Đây các bạn này, đây là cà dưa này, cà muối dưa này. Đây là thịt lợn mình cho lên quay này. Đây là đỗ luộc này, nhà mình rất thích ăn đỗ. Và Bo với Moon cũng rất thích ăn đỗ, vì vậy là cứ thường xuyên được đỗ, luộc đỗ các bạn. Con à, bữa nào cũng có đỗ. Các bạn ơi, nhà mình rất nhiều nhãn,
như bom không thích làm đâu, ăn mãi chán đấy các bạn. Nó thích ăn cơm này, con ăn nhãn không? Bom không thích ăn nhãn mới đâu, nó thích ăn cơm hơn đấy. Con ăn đi. Em đâu ăn nhỉ, em à, làm đâu ăn nhé. Lại chuyện ăn nhãn này. Gì vậy? Nào ngồi xuống ăn đi con, ngồi rồi, ngồi rồi, ngồi rồi, nha. Bà chào mọi người chưa bà? Chào mọi người chưa? Bà chào mọi người đi. Hai. Hai mọi người đi. Bà bảo hai đi. Hai. Hai. Bà. Hai. Bà ơi, ơi. Đứng nha. Ăn nhìn đâu cái mồm này nha. Nha. Đừng ngồi để ăn con. Đừng nhảy vào mâm bát bây giờ. Nha. Tướng ơi, nó cơm. Ăn không? Ăn không? Nó ăn to bằng nửa cái mặt nữa. Ăn ăn đi. Cơm nhà. Nhà nhà ăn sang bố Tâm vậy, ăn sang bố Tâm. Em sang bố Tâm đi. Đừng bỏ. Nhìn được cười. Cô chủ cười nhá. Ngồi im đi ăn. Em ăn đi. Bảo là thịt. Xuống đi con, bò. Bò. Xuống ăn cơm đi. Bò. Bò, đứng đây, nằm ngồi đây, ngồi đây ăn cơm. Ngồi vào. Ngồi vị trí. Nhanh. Đái lại dính cái đái đây. Em ơi, ngồi vào đây, ngồi bên đây để ăn đi. Nghe, ngồi bên đây để ăn. Ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Ăn đi con, ăn đi nhá. Nhá. Chào mọi người đi. Nhá. À bo chào mọi người cái con nào. Lên đây chào mọi người để tắt video. Đây, nào. Bo. Em ơi. Nào, đã lên chào mọi người để tắt video. Em chào mọi người cái điện tắt video. Chào đi. Con chào này. Chào đi, chào. Đâu tay đâu? Tay đâu? Chào mọi người cắt video. Nào, con chào đi. Chào mọi người. Chào. Chào đi. Chào mọi người, chào đi. Chào. Chào. Chào đi. Nào. 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 Chào. Chào đi để tắt video. Chào một chân kìa. Chào. Chào mọi người ra đi đúng nhá. Nào, chào tử tế. Nào, mẹ nói bọ. Chào mọi người. Đúng rồi. Anh yêu ơi. Ơi, em ăn thôi, em ăn đi. Em ăn no rồi. Bye mọi người.